Xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập tiếp theo của bộ truyện Âm Dương Quỷ Thuật của tác giả Vu Cửu. Biên dịch và diễn đọc trên kênh Hư Trúc Vlog. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Đặc biệt, đừng quên ấn đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hư Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Và bây giờ, xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe truyện. Quang mang cường đại tức khắc xuất hiện, hơn nữa bắn thẳng đến trên người của Lâm Hiểu Phong. Phanh một tiếng, Lâm Hiểu Phong cảm giác toàn thân phạm là vị trí bị quang mang này chiếu xạ đến liền giống như lửa thiêu bỏng cháy. Cũng may hắn là ma thể bẩm sinh, nếu đổi làm người thường khác chỉ sợ sẽ không chỉ có đơn giản bỏng cháy như vậy. Ngay cả như vậy, Kovacic cũng là vô cùng kinh ngạc. Đừng nói là một nhân loại, liền tính là huyết tộc đời thứ ba ăn phải một chiêu này của hắn cũng sẽ nháy mắt bị quang mang cường đại đốt cháy. Huyết tộc đời thứ hai tỉ như cường giả giống như Gunniwer, mặc dù là bị đánh trúng chỉ sợ cũng sẽ gặp phải bị thương nặng. Trong lòng Kovacic nguyên bản cho rằng mặc kệ Lâm Hiểu Phong lợi hại như thế nào nhưng cũng chỉ là người thường, dù như thế nào ăn phải một chiêu này của hắn cũng sẽ bị trọng thương. Đây cũng là nguyên nhân khi hắn vừa mở đầu lên sử dụng ra một chiêu này, cơ hồ xem như là một trong những tuyệt kỹ của chính mình. Chỉ cần Lâm Hiểu Phong bị thương nặng, bọn họ liền có thể giết chết Michael rời đi. Nhưng xuất hiện sự tình lệch lạc nghiêm trọng, trên mặt của Lâm Hiểu Phong thật là lộ ra vẻ mặt thống khổ. Chính là nhưng cũng chả làm được cái mẹ gì, hắn cũng không có bị thương nặng. Lâm Hiểu Phong đích khác cảm giác cả người đau đớn không thôi, nhưng loại trình độ công kích này mà thể bẩm sinh của hắn lại là hoàn toàn có thể chống đỡ được, căn bản không đến mức sẽ bởi vậy mà bị trọng thương. Hơn nữa, không những không gặp được trọng thương, ngược lại càng thêm kích phát ý chí chiến đấu của Lâm Hiểu Phong. Tìm chết sao? Yêu đao trong tay của Lâm Hiểu Phong lên bộ tới Kovacic. Kovacic thấy vậy vội vàng vung lên trường côn trong tay chắn đỡ. Chính là lực lượng của Lâm Hiểu Phong cường đại chấn cho Kovacic liên tục lui về phía sau, thiếu chút nữa đứng không vững té lăn trên mặt đất. Thật mạnh! Kovacic hít sâu một hơi. Tuy rằng hắn cùng Gunniwer đối với thực lực của Lâm Hiểu Phong đánh giá tương đối cao, nhưng cũng không nghĩ tới thực lực của Lâm Hiểu Phong sẽ đạt tới trình độ kinh người thế này. Lâm Hiểu Phong không cho gia hỏa này có chút cơ hội nào thở dốc. Sau khi hắn lùi về phía sau vài bước, tiếp theo Lâm Hiểu Phong lại vọt đi lên, yêu đao trong tay lấy tốc độ cực nhanh bổ tới Kovacic. Lúc này thân ảnh Gunniwer xuất hiện, tốc độ của nàng thực mau, vừa lên tới liền ôm lấy Lâm Hiểu Phong trực tiếp đâm vào bên trên một vách tường khác. Phình một tiếng, hai người đâm vào một căn phòng khác. Phòng này có một đôi tình nhân đang ở đây tâm sự. Vách tường đột nhiên bị đâm ra khiến cho hai người khiếp sợ. Còn không phải sao, đổi làm ai thời điểm cùng bạn gái mình ở trong khách sạn tâm sự, bỗng nhiên vách tường bên kia đâm ra hai người lại đây cũng sẽ bị dọa cho không nhẹ. Gì vậy? Nam nhân bắt lấy tay của nữ nhân này vội vàng tông cửa nhảy ra ngoài. Mà Lâm Hiểu Phong cùng với Gunniwer đương nhiên là không có tâm tư đi quản hai người kia. Lâm Hiểu Phong bị Gunniwer bất ngờ lao đến khiến cho trở tay không kịp, bị nàng gắt gao ấn ở trên mặt đất. Gunniwer dáng người cực đẹp, nhìn trông lại xinh đẹp, đồ làm thời điểm khác bị một vị mỹ nữ như vậy ấn ở trên mặt đất, những người đàn ông bình thường bao gồm cả Lâm Hiểu Phong phòng trường đều sẽ lật mỹ nữ đó xuống. Thế nhưng Gunniwer lại làm mở ra răng nanh dữ tợn hơn tới cổ của Lâm Hiểu Phong liền cắn tới. Đích xác không thể giết Lâm Hiểu Phong, hậu quả kia hai người bọn họ đều có chút gánh vác không nổi. Tuy rằng mặc kệ là Gunniwer hay là Kovacic đều là có át chủ bài, số cuộc đều là nhân vật sống mấy ngàn năm, nhưng hiện tại bọn họ lại là muốn hạn chế Lâm Hiểu Phong, chờ thủ hạ của bọn họ giải quyết Michael. Gunniwer lúc này suy nghĩ ra biện pháp, đó là hút máu. Chỉ cần có thể đem máu tươi của Lâm Hiểu Phong hút một bộ phận ra tới, chỉ cần không quá nhiều sẽ không tạo thành tử vong gì đối với Lâm Hiểu Phong. Nhưng nếu bị mất đi nhiều máu tươi, làm cho Lâm Hiểu Phong cả người vô lực, lại là có thể đạt tới. Lên ở thời điểm hàm răng của Gunniwer sắp đụng tới cổ của Lâm Hiểu Phong, tay của Lâm Hiểu Phong để ở trên cằm nàng. Mỹ nữ, có muốn hôn tôi như vậy là thích tôi sao? Thật ngại, tôi là hoa đã có chủ, nếu không còn có thể suy xét cô một chút. Mặt khác, cô miệng rất thối, làm cho người ghê tởm. Lâm Hiểu Phong nói xong, một chân phát lực, đột nhiên liền em Gunniwer từ trên người mình đá văng. Mới vừa đá văng Gunniwer, Kovacic đã đuổi tới. Trường côn trong tay hắn thẳng tắp đánh tới trên mặt của Lâm Hiểu Phong. Lâm Hiểu Phong lăn một vòng,
né tránh một côn này. Trường côn nện ở trên mặt đất, đem mặt đất đánh đến vỡ nát. Lâm Hiểu Phong chậm rãi đứng lên, nhìn hai người đối diện. Các người đánh với ta như vậy là cố ý đem ta mang đi. Người biết như thế thì có thể làm gì? Kovasi lại gật đầu thừa nhận. Michael hiện giờ đã mất đi ký ức, mà bằng hữu kia của người đối phó 8 thủ hạ của chúng ta có thể là đối thủ sao? Lâm Hiểu Phong sờ sờ cái mũi của mình. Bọn họ mang đến 8 thủ hạ đều là cao thủ tương đương với lục nhãn cường thì. Nếu là 2-3 người, Trấn Phong cùng Doãn Tuấn Bằng thu thập đương nhiên là rất đơn giản. Nhưng bọn họ ước chừng có 8 người. Hai người bọn họ mặc dù liên thủ chỉ giờ cũng không phải là đối thủ của 8 người kia. Huống hồ đối với huyết tộc cùng với nhất tộc thiên sứ, bọn họ lại biết rất ít, nói không chừng sẽ ăn mệt không ít. Nghĩ vậy, trong lòng hắn không khỏi có chút sốt ruột. Gunnigwer đối với Lâm Hiểu Phong nói: Lâm Hiểu Phong, huyết tộc chúng ta cùng với nhất tộc thiên sứ cùng người không oán không thù, không ngại ngươi để cho chúng ta giết Michael. Xong việc, huyết tộc chúng ta cùng với nhất tộc thiên sứ chắc chắn sẽ có hậu lễ đưa tới. Xin lỗi, ta thấy chướng mắt. Lâm Hiểu Phong siết chặt song đao trong tay. Muốn đánh, chúng ta liền đánh cho thống khoái là được. Michael tuy rằng cùng ta quen biết không lâu lắm, nhưng cũng tính là bằng hữu rồi. Nếu là bằng hữu, liền không thể dùng lợi ích bỏ ra bán được. Nói xong, Lâm Hiểu Phong đột nhiên tăng tốc, vọt đi lên, cùng hai người chiến đấu thành một đoàn. Ba người đánh nhau có thể nói là xuất sắc tương đương. Nguyên bản Kovasi cùng với Gunnigwer còn cảm giác bọn họ cần phải nhẹ tay một chút, sợ nhớ tay giết chết Lâm Hiểu Phong. Thế nhưng hiện tại thật sự đánh tới mới phát hiện, nhẹ tay cây rắm. Loại tình huống này mà nhẹ tay, chết khẳng định chính là hai người bọn họ. Chưa bỏ tuyệt ký bảo mệnh của bọn họ ra, hai người không hề giữ lại cùng với Lâm Hiểu Phong điên cuồng chiến đấu. Lâm Hiểu Phong cũng xác thật tìm được một loại khoái cảm chiến đấu. Trước kia cùng người khác chiến đấu, kỳ thật rất ít có loại cảm giác thế lực ngang nhau này. Lúc này ở trên người Gunnigwer cùng với Kovasi lại là tìm được loại cảm giác này. Động tác ba người chiến đấu rất nhanh, ba người liền giống như một đại đội đang phá bỏ và di rời. Một gian phòng lại một gian phòng đánh qua. Không biết có bao nhiêu khách ở đây bị chiến đấu của ba người bọn họ khiến cho sợ hãi tới mức chạy thoát đi ra ngoài. Không ai đã từng thấy qua người nào đánh lộn còn có thể từ tường bên kia đánh tới bên này. Cùng lúc đó, rất nhiều điện thoại báo cảnh sát cũng gọi tới bên phía cục công an, nói bên trong khách sạn này xuất hiện mấy kẻ điên. Ngay từ đầu, người bên phía cục công an căn bản đều không tin, còn tưởng rằng đây là điện thoại quấy rầy, cho rằng nội dung báo án quá mức vô nghĩa, từ vách tường bên kia đánh tới bên này, khoác lác hay sao. Bất quá theo số lượng báo án tăng nhiều, cục công an rốt cuộc là ngồi không yên, cũng phái ra không ít cảnh sát chạy tới. Khác với loại đấu pháp phá bỏ và di rời của ba người Lâm Hiểu Phong, Trần Phong cùng Doãn Tuấn Bằng lại không có khoa trương như vậy, mà là lâm vào tình huống từ gian nan. Bình tĩnh mà xem xét, những thiên sứ bốn cánh cùng huyết tộc đời thứ ba kia kỳ thật cùng lục nhãn cường thi chân chính vẫn là tồn tại chênh lệch nhất định. Giới của lục nhãn cường thi còn có tồn tại thi khí, huyết tộc là không có thi khí. Lấy bản lĩnh của Doãn Tuấn Bằng cùng với Trấn Phong đối phó huyết tộc cùng thiên sứ bốn cánh bọn họ như vậy, bốn người cũng đã không sai biệt lắm tới cực hạn rồi. Càng đừng nói ước chừng 8 người. 8 người này vì giảm bớt tổn thương càng là mở ra chiến thuật xa luân. Mấy người đi lên đánh một chút lại trở về thay đổi người lên, chính là muốn không ngừng tiêu hao thể lực của hai người bọn họ. Sau mặt Trấn Phong thường màu liền tái nhợt, mồ hôi đầy đầu. Hắn cường hàng ở chỗ đạo pháp, mỗi một lần có người của huyết tộc hoặc nhất tộc thiên sứ xông lên, Trấn Phong đều là sử dụng đạo pháp đánh lui. Nhưng sử dụng đạo pháp lại tiêu hao lực lượng rất lớn. Còn lại Doãn Tuấn Bằng vẫn tốt hơn một chút, hắn thuần túy sử dụng kiếm trong tay của mình tới ngăn cản. Hơn nữa, Doãn Tuấn Bằng đem ảo thuật đã đạt tới trình độ nhất định. Những huyết tộc cùng nhất tộc thiên sứ đều không quá nguyện ý giao thủ cùng Doãn Tuấn Bằng. Trên cơ bản, bọn họ chính là chạy đến trước mặt của Doãn Tuấn Bằng lắc lư một chút, thật muốn giao thủ gần gũi. Một khi chống ảo thuật của Doãn Tuấn Bằng sẽ phải mất mạng. Bọn họ cũng không dám làm như vậy. Kể từ đó, mục tiêu của bọn họ càng là gắt gao nhằm về phía của Trấn Phong, muốn lấy Trấn Phong như là một bước đột phá. Thời gian từng chút qua đi, sức lực Trấn Phong đã tiêu hao cực lớn, sắp đạt tới cực hạn. Hai huyết tộc thấy cơ hội đã đến, liền cùng nhau vọt về phía Trấn Phong, một hơi muốn đoạt tính mạng của Trấn Phong. Gunnigwer hạ đặt mệnh lệnh là chỉ không thể giết chết Lâm Hiểu Phong. Trấn Phong cùng Doãn Tuấn Bằng lại không ở trong trường hợp này. Trấn Phong tuy rằng là cao đồ trước kia của Long Hồ Sơn, nhưng ở trong mắt huyết tộc của nhất tộc thiên sứ lại cũng coi như không có gì nguy hại quá trọng đại.
Chiến phong lúc này đã sắp thuộc về tinh bì lực tấn. Kiếm ở trong tay của Doãn Tuấn Bằng cũng là đâm lại đây. Tay của Doãn Tuấn Bằng nhẹ nhàng rung lên. Hai huyết tộc này thấy vậy không khỏi vội vàng lui về phía sau. Tiếp tục như vậy không thể được. Chiến phong thở hổn hển. Ta đã sắp không kiên trì được rồi. Doãn Tuấn Bằng gật đầu. Thiếu chủ khẳng định đã bị hai người kia cuốn lấy, không thể ra tay tới cứu hai người chúng ta. Đúng vậy. Trong lòng Chiến phong cảm thấy bất đắc dĩ. Lúc này Michael ngồi ở phía sau bọn họ, toàn bộ hành trình không chút biểu tình nào, giống như đang xem một trò khôi hài. Phanh một tiếng, trần nhà trên đầu bọn họ lúc này phá ra một cái lỗ lớn. Ba người Lâm Hiểu Phong, Winnie cùng với Kofasi từ phía trên rớt xuống dưới. Ba người đều là thực chật vật, quần áo bọn họ đều rách tung tóe, trên người cũng đều có các loại vết thương lớn bé. Lâm Hiểu Phong thở hổn hển, vội vàng thoái lui để phía trước Chiến phòng cùng với Doãn Tuấn Bằng. Lâm Hiểu Phong vẫn luôn muốn trở về gấp, nhưng lại bị Winnie cùng với Kofasi gắt gao cuốn lấy. Cuối cùng Lâm Hiểu Phong minh bạch, tiếp tục như vậy là không có khả năng quay trở lại, cho nên hắn chơi một chút mẹo nhỏ, đem hai người đưa tới trên lầu, đánh vào tầng lầu phía trên căn phòng bọn họ đang ở. Cuối cùng, ở thời điểm đánh nhau, Lâm Hiểu Phong cố ý đánh vỡ trần nhà dưới chân, ba người liền rơi xuống dưới. Thiếu chủ, cậu không sao chứ? Doãn Tuấn Bằng thấy Lâm Hiểu Phong xuất hiện ở trước mặt, phảng phất có người tâm phúc, dò hỏi. Sắc mặt của Lâm Hiểu Phong nghiêm túc gật đầu. Yên tâm, chỉ với hai gia hỏa này, muốn giết tôi vẫn là không đủ tư cách. Người thật đúng là khẩu khí cuồng ngạo. Kovacs siết chặt nắm tay, hắn nhìn về phía Gunigua nói. Tiếp tục kéo dài như vậy không phải là biện pháp, bằng không giết hắn đi. Lông mày của Gunigua hơi hơi nhíu lại. Kéo dài tiếp sẽ xuất hiện quá nhiều biến số. Kovacs nói. Chỉ cần giết chết thiên sứ đại nhân 12 cánh, liền tính phía sau có phiền toái gì, hai tộc chúng ta cũng có thể chống đỡ được. So với thiên sứ 12 cánh thật sự một lần nữa giáng thế vẫn tốt hơn đi. Gunigua nghe được những lời này của Kofasi cũng là gật đầu đáp ứng. Được, vậy giết hắn đi. Động tính của ba người quá lớn, lúc này chỉ sợ không biết có bao nhiêu cảnh sát đều đang chạy tới. Biến số trong đó đích xác quá lớn. Kofasi vừa nghe huyết tộc nguyện ý cùng chính mình chống đỡ trách nhiệm này, cũng coi như là rốt cuộc yên tâm xuống. Tiếp theo, hắn nhìn về phía của Lâm Hiểu Phong nói. Lâm Hiểu Phong, chính người không biết tốt xấu, vậy thì không thể trách ta. Ta chính là trưởng thiên sứ của nhất tộc thiên sứ. Thật sự cho rằng ta chỉ có một chút thủ đoạn như vừa rồi thôi sao? Nói xong, Kovacs duỗi ra đôi tay, sáu cánh của hắn cũng là hoàn toàn mở ra. Tiếp theo, lông chim màu trắng sau lưng hắn kia không ngừng bay lên, không ngừng xoay tròn ở bên người hắn, cho đến khi tất cả lông chim sau lưng hắn toàn bộ bóc ra. Đây là một chiêu mạnh nhất của Kovacs. Hơn nữa, hắn cũng phải trả giá một cái giá cực lớn. Đây cũng không phải giống như bề ngoài, chỉ là đơn giản giữa mấy cọng lông chim như vậy. Hắn dùng một chiêu này, ít nhất trong vòng 5 năm, năng lực có được sẽ mất hết. Sau đó trong vòng 10 năm tới, thực lực mới chậm rãi khôi phục lại. Đương nhiên, 15 năm đối với thọ mệnh mấy ngàn năm của Kovacs tới nói, kỳ thật cũng chỉ là trong nháy mắt, đều không phải sự tình gì không thể tiếp thu. Hơn nữa, lấy thân phận địa vị của hắn, mặc dù là sử dụng ra một chiêu này, sau khi trở lại châu Âu cũng sẽ thực an toàn. Lâm Hiểu Phong cũng là nháy mắt từ trên người của gia hỏa này cảm nhận được hơi thở uy hiếp, lông tơ trên người của Lâm Hiểu Phong đều dựng lên. Lâm Hiểu Phong thật lâu đều không có cảm thụ được loại cảm giác nguy hiểm này. Lâm Hiểu Phong, tiếp nhận trừng phạt của Thượng Đế đi. Kofasi nói xong, bàn tay vung lên, tức khắc những lông chim đó toàn bộ bay nhanh phóng tới trên người của Lâm Hiểu Phong. Tốc độ nhanh đến cực hạn, số lượng nhiều đếm không hết. Để Lâm Hiểu Phong ngăn cản sao? Đừng nói giỡn, nhiều như vậy làm thế nào chặn lại? Thế nhưng thời điểm những lông chim đó bay đến một nửa, vậy mà toàn bộ ngừng lại ở giữa không trung, liền giống như thời gian bị đứng im. Tại sao lại như vậy? Kofasi nhìn đến cảnh tượng này, trong lòng tức khắc có chút không thể tin được. Mấy ngàn năm tới, hắn từng ba lần sử dụng ra một chiêu này đều là gặp được không ít địch nhân cường đại hơn so với chính mình, nhưng mỗi lần sử dụng một chiêu này luôn có thể chuyển bại thành thắng, đem địch nhân cường đại hơn so với chính mình đánh bại. Nhưng hiện tại một chiêu này lại không thể phát huy, sao có thể? Tiếp theo, Kofasi nghĩ tới một sự tình làm người khủng bố.
Sắc mặt hắn tái nhợt nhìn về phía Michael đang được đám người Lâm Hiểu Phong bảo hộ phía sau. Michael mặt không biểu tình, ngồi ở trên ghế sofa, lặng lặng nhìn hết thảy trước mắt. Không, không, không có khả năng. Kovacic cả người có chút nhũn ra, hai chân cũng là ngăn không được run rẩy. Gunnar ở một bên nhìn đến dáng vẻ của Kovacic, nhíu mày nói: "Ngươi làm sao vậy? Những lông chim đó tại sao đột nhiên dừng lại?" Kovacic không ngừng run rẩy, có thể dễ dàng ngăn cản một chiêu này, chỉ sợ đó là thiên sứ đại nhân 12 cánh đem một chiêu này ban cho hắn. Lông chim giữa không trung giống như trời mưa rơi xuống trên mặt đất, bất quá rơi xuống trên mặt đất lại truyền đến thanh âm giống như là sát rời. Kovacic buông một tiếng quỳ gối trên mặt đất, hắn gắt gao nhìn Michael ở phía sau đám người Lâm Hiểu Phong. Thiên sứ đại nhân 12 cánh, ta sai rồi, ta sai rồi. Nói xong, Kovacic dùng sức tát lên mặt mình, tiếng vang bạch 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 liên tiếp không ngừng. Mặt của Kovacic trực tiếp bị chính mình đánh cho sưng lên, trong miệng cũng là hộc ra máu tươi. Hắn đối với chính mình thật đúng là đủ tàn nhẫn. Khuôn mặt nguyên bản cực kỳ đẹp trai, trực tiếp bị chính hắn đánh thành đầu heo. Hơn nữa, hắn không có dấu hiệu dừng lại chút nào. Michael không nói gì, động tác trong tay hắn lại là càng ngày càng mạnh. Tình huống như thế nào? Lâm Hiểu Phong có chút mộng bức. Chẳng lẽ lương tâm của gia hỏa này đột nhiên xuất hiện sao? Loại sự tình này đều không phải không có khả năng, chẳng qua tỷ lệ chỉ sợ cũng giống như việc heo nái có thể biết leo cây mà thôi. Nhưng nếu như không phải như vậy, tại sao hắn đột nhiên giống như động kinh, quỳ trên mặt đất điên cuồng tát tới chính mình như vậy, lại còn tự xin lỗi Michael? Lâm Hiểu Phong nghĩ như vậy, quay đầu lại nhìn về phía Michael. Michael vẫn như cũ mặt không biểu tình, chân bắt chéo, xem một vai sướng kịch của Kovacic ở trước mặt. Chẳng lẽ... Trong lòng của Lâm Hiểu Phong cũng có suy đoán. Lúc này động tác trong tay của Kovacic không có bất luận dấu hiệu dừng lại, còn đang điên cuồng tát vào chính mình. Đánh tiếp như vậy, chỉ sợ hắn sẽ đem mình đánh chết. Hunniver chính là lão quái vật sống mấy ngàn năm, nói đến người trong phòng này quen thuộc Michael nhất, chỉ sợ không ai khác ngoài Kovacic. Lúc này Kovacic làm ra bộ dáng thế này, Hunniver cũng không dám nói cái gì nữa. Kovacic, ngươi làm ta quá thất vọng rồi. Michael chậm rãi nói ra những lời này. Thiên sứ đại nhân 12 cánh, thực xin lỗi, thực xin lỗi. Kovacic trực tiếp dập đầu trước thiên sứ 12 cánh. Là ta trong khoảng thời gian ngắn ít lời che mờ nhân tâm, ta không nên liên hợp cùng với huyết tộc còn tới ra tay đối với ngài. Kovacic tự hiểu biết tính cách của Michael. Michael đối với người rất là hòa thuận, tuy nói bị người của huyết tộc coi là giả từ bi, nhưng hành động của hắn đích xác đều thực thiện lương. Lúc này là không thể đi giải thích lung tung. Nếu như Michael khôi phục ký ức, như vậy cũng liền không ngốc. Chính mình lúc này so với việc bịa ra một lý do nào đó còn không bằng quả quyết nhận sai một chút. Ít nhất làm như thế còn có thể có một đường sống. Lâm Hiểu Phong cũng là thực kinh ngạc. Michael, anh đã khôi phục ký ức sao? Khi nào vậy? Michael chậm rãi đứng lên, đối với Lâm Hiểu Phong lộ ra mỉm cười thiện ý. Ở thời điểm Raphael làm ta sống lại, ta liền chưa từng mất đi trí nhớ. Cái gì? Lâm Hiểu Phong trừng lớn hai mắt. Chưa từng mất đi trí nhớ? Nói cách khác, anh cho tới nay đều là giả vờ thôi sao? Thế nhưng anh làm như vậy có ý nghĩa gì? Lâm Hiểu Phong có chút khó hiểu hỏi. Hắn không thể lý giải nổi. Nếu như Michael sống lại, không phải lộ ra trạng thái ngu ngốc, ngược lại trực tiếp trở lại nhất tộc thiên sứ, cơ hồ có thể nói nhất tộc thiên sứ có thể nháy mắt trở lại trong tay hắn. Từ lúc Kovacic bày ra thái độ liền có thể nhìn ra, Michael ở bên trong nhất tộc thiên sứ phân lượng vô cùng to lớn. Nhưng hắn lại giả dạng làm ngu ngốc, cùng chính mình chạy đến Trung Quốc. Lâm Hiểu Phong nhịn không được phàn nàn. Chẳng lẽ anh muốn làm khách du lịch sao? Đương nhiên không phải. Trên mặt Michael lộ ra một tia bi thương. Sau khi Raphael làm ta sống lại, kỳ thật ta đối với tình huống hiện giờ của nhất tộc thiên sứ thực hiểu biết. Chỉ là nhất tộc thiên sứ đã vượt qua rất xa ước nguyện ban đầu của ta khi sáng lập nhất tộc thiên sứ. Nói xong, Michael nhìn về phía Kovacic đang quỳ phía trước kia. Kovacic, ngươi còn nhớ rõ, ngươi ở trước mặt ta trước khi trở thành thiên sứ ưng thuận lời hứa gì không? Kovacic cả người run lên nhẹ nhẹ nói ra. Đương nhiên không dám quên.
Lúc ấy ta nói, ta nguyện ý đi theo ngài, trở thành ánh sáng của ngài, trợ giúp ngài tinh lọc thế nhân. Không sai, BJN tiếp theo nói. Thế nhưng ta đã chết đi nhiều năm như vậy, nhất tộc thiên sứ lại làm cái gì đây? Cùng huyết tộc tranh đoạt lợi ích, cùng người mà ta thống hận nhất, thao túng sinh tử một ít người, tiến gần hơn với quyền thế. BJN siết chặt nắm tay. Ta minh bạch, hết thảy những thứ này, bất quá là thời đại thay đổi. Hơn nữa, một bộ quy củ này đã hình thành ngàn năm. Mặc dù ta một lần nữa trưởng quản nhất tộc thiên sứ, ta cũng không thay đổi được hiện tượng này. Cho nên ta mới làm bộ mất trí nhớ, muốn hoàn toàn rời xa, đổi tới một hoàn cảnh mới, một lần nữa bắt đầu sinh hoạt. Ánh mắt hắn ngay sau đó trở nên sắc bén, sắc bén như một cây đao bén nhọn, có thể đâm chết người. Nguyên bản các người có thể hoàn toàn đem ta quên đi. Các người nên ở châu Âu chơi như thế nào đều không phải là chuyện liên quan đến ta. Nhưng ta trăm triệu lần không nghĩ tới các người cũng đã phát dồ như thế. Mặc dù biết ta đã mất trí nhớ, cũng không buông tha cho ta. Trong phòng tức khắc chìm trong tĩnh lặng. Cô Phan Xì cùng Uniwa đều minh bạch chính mình sai rồi. Cái gọi là mất trí nhớ của Michael bất quá là bởi vì hắn chán ghét mấy thứ này, cho nên hắn muốn rời đi. Thế nhưng bọn họ còn đuổi giết lại đây. Michael hơi hơi nhắm mắt lại. Raphael là ta nhìn lớn lên. Lúc trước ta liền hứa hẹn với cô ấy, muốn cùng cô ấy trở thành ánh sáng, tinh lọc thế giới này. Không nghĩ tới cô ấy lại ngốc như vậy. Mặc dù hy sinh tính mạng chính mình, cũng muốn đem ta sống lại. Nói xong, Michael mở ra hai mắt. Trên người hắn chậm rãi xuất hiện quang mang thanh khiết. Quang mang này đem hắn hoàn toàn vây lại. Tiếp theo, 12 cánh màu trắng từ trong quang mang duỗi thẳng mà ra. Quang mang tiêu tán đi. Trên người Michael một lần nữa xuất hiện một thân áo giáp châu Âu thời Trung Cổ. Các người hùng hổ dọa người như thế, ham muốn lợi ích như thế, phát dồ như thế, chẳng lẽ quên mất sao? Guinevere cùng với Kovasi nhìn không được liếc mắt nhìn nhau một cái. Khóe miệng của Michael xuất hiện một tia tươi cười lạnh nhạt. Chẳng lẽ quên mất ta là thiên sứ 12 cánh Michael sao? Nói xong, trong tay hắn xuất hiện một thanh trường kiếm thời Trung Cổ. Kovasi vội vàng nói: Michael đại nhân, ngài có tấm lòng nhân hậu thiện lương như thế, khẳng định sẽ tha thứ cho ta lúc này đây, đúng không? Ngài chỉ cần không giết ta, từ hôm nay trở đi, ta sẽ là thủ hạ trung thành nhất của ngài. Lời nói như vậy, ta đã nghe qua một lần, cũng đã tin qua một lần. Michael lắc đầu nói, đáng tiếc, tin ngươi một lần cũng là đủ rồi. Ta cho ngươi cơ hội, đáng tiếc các ngươi chính là không cần. Nói xong, tay của Michael vừa động, cô Phà Dì liền đến cơ hội phản kháng đều không có, đầu trực tiếp bay ra ngoài, máu tươi bắn đầy đất. Bốn thiên sứ bốn cánh khác nhìn đến, bị dọa cho ngã ngồi ở trên mặt đất. Guinevere cũng là đột nhiên nhảy dựng. Xong đời, tư thế này của Michael sẽ bỏ qua cho nàng sao? Guinevere gắt gao cắn chặt răng, không có người nguyện ý chết, đặc biệt là lão quái vật sống ngàn năm giống như nàng. Guinevere mở miệng hướng về phía Michael nói: Michael đại nhân, người... Phụt một tiếng, kiếm trong tay của Michael đã đâm vào bên trong ngực của Guinevere. Máu tươi từ trong ngực của Guinevere phun ra ngoài. Cái này... Guinevere cúi đầu, nhìn trên ngực mình chảy xuôi ra rất nhiều máu tươi. Bên trong hai mắt, tất cả đều là thần sắc không thể tin được. Phình một tiếng, thi thể của Guinevere ầm ầm ngã xuống trên mặt đất. Bốn huyết tộc của bốn thiên sứ bốn cánh kia ở một bên đều cảm thấy sững sờ. Tám người bọn họ đứng ở tại chỗ, không biết phải làm sao. Không dám tiếp tục đối với Michael ra tay, lại cũng không dám chạy trốn, có thể nói là tiến thoái lưỡng nan. Michael đại nhân! Lúc này, một thiên sứ bốn cánh nghiến chặt hàm răng, dường như cố lấy dũng khí nói: Bốn người chúng tôi là thủ hạ của cô Fasi, lúc này mới đi theo hắn tới đây giết hại ngài, còn hy vọng đại nhân tha thứ cho chúng tôi. Thiên sứ bốn cánh này nói ra tương đối thông minh, hắn không phủ nhận một đám người bọn họ không phải tới giết Michael. Rốt cuộc loại thời điểm này mà phủ nhận không có bất luận ý nghĩa gì. Hắn chỉ là chỉ ra
đám người chính mình tuy rằng là tới giết hắn, nhưng lại là do cô Fazi dẫn dắt. Trong lòng bọn họ cũng không muốn giết Michael. Michael lặng lặng liếc mắt nhìn thiên sứ bốn cánh này một cái, chậm rãi nói: "Ta mặc kệ các người có phải thật sự muốn giết ta hay không. Bất quá nhất tộc thiên sứ chúng ta vốn là nhân số đã ít, bởi vì cũng không muốn sát nghiệt quá nhiều. Hơn nữa nhất tộc thiên sứ hiện tại chỉ sợ tuyệt đại đa số nhân tâm đều không ở chỗ ta. Từ hôm nay trở đi, bốn người các người liền đi theo ta làm việc đi." Lúc này bốn người này lại không dám tin tưởng, trên mặt lại là hiện ra vẻ khiếp sợ. Có thể không chấn động sao? Làm cho bọn họ trực tiếp trở thành thủ hạ của Michael, đây là hàm nghĩa gì? Tuy rằng nói toàn bộ nhất tộc thiên sứ đều là thủ hạ của Michael, nhưng là thủ hạ của hắn cùng đi theo ở bên người hắn làm việc, đây hoàn toàn chính là hai khái niệm khác nhau. Lúc trước nhóm đầu tiên đi theo bên người hắn làm việc chính là bốn trưởng thiên sứ đại nhân Raphael cùng với Kofasi kia, cho nên bọn họ cũng đều được Michael ưu đãi trở thành trưởng thiên sứ. "Đã tạ Michael đại nhân." Bốn huyết tộc kia sắc mặt đều là rất xấu hổ. Bốn thiên sứ này vừa rồi vẫn là chiến hữu cùng nhau chiến đấu hăng hái, chỉ sợ hiện tại sẽ đối với mấy người bọn họ ra tay đi. "Bốn người các người trở về huyết tộc đi." Michael rút kiếm trong ngực của Guniwa ra. Bốn người của huyết tộc này hai mặt nhìn nhau, đều còn tưởng rằng chính mình đã nghe lầm. Để cho mấy người bọn họ rời đi sao? Đây là có ý tứ gì? "Như thế nào? Không nghe rõ hay là không muốn đi? Muốn lưu lại cùng với đại nhân Guniwa của các ngươi sao?" Michael hỏi. Bốn huyết tộc không chút do dự liền tông cửa xông ra ngoài, nhanh chóng đào tàu. "Các người không có việc gì chứ?" Giờ phút này Michael quay đầu lại nhìn về phía của Lâm Hiểu Phong, Trấn Phong cùng với Doãn Tuấn Bằng. Trên người Michael lúc này bắn ra quang mang ở bốn phía. Lâm Hiểu Phong nhịn không được phàn nàn: "Anh thật sự đã đem chúng tôi lừa đến đủ thảm rồi." "Có sao?" Michael cười gật đầu nói: "Không phải ta cố ý muốn lừa gạt chư vị. Kỳ thật đúng là theo như lời ta vừa rồi đã nói, ta thật sự muốn rời xa tranh đấu giữa thiên sứ cùng huyết tộc." Tiếp theo, trong ánh mắt của Michael hiện lên một chút cô đơn. "Nhưng là bọn họ quá mức tham lam." Trong lòng của Michael kỳ thật cũng không có tư vị gì tốt. Tất cả điểm xuất phát của hắn kỳ thật đều là rất tốt. Mục đích ban đầu của hắn thành lập nhất tộc thiên sứ đó là vì giải quyết những yêu ma quỷ quái ở châu Âu kia. Đáng tiếc phát triển tới hiện tại, nhất tộc thiên sứ đã chậm rãi biến mất. Sự thuần khiết ban đầu của nhất tộc thiên sứ đã sớm biến mất rồi. Lâm Hiểu Phong gật đầu hỏi: "Vậy hiện tại anh chuẩn bị sẽ làm cái gì bây giờ? Tiếp tục ở lại sao?" "Không được." Michael lắc đầu nói: "Nhất tộc thiên sứ là do ta xây dựng lên. Nếu bản chất bọn họ xảy ra vấn đề, như vậy ta phải phụ trách đưa bọn họ trở về bên trong chính đạo." Lâm Hiểu Phong gật đầu. Michael nhìn về phía của Lâm Hiểu Phong nói: "Bằng hữu của ta không nhiều lắm, cậu tính là một người. Về sau có cơ hội tới châu Âu, tùy thời tìm ta uống rượu." Lâm Hiểu Phong sờ sờ cái mũi, nhìn Michael. Phía trước sau khi Michael mất trí, Lâm Hiểu Phong cùng hắn ở bên đường uống rượu cũng liền thôi. Nhưng hiện tại, thân phận hắn chính là thiên sứ 12 cánh, lãnh đạo tối cao của nhất tộc thiên sứ. Lúc này, bên ngoài đột nhiên vọt vào rất nhiều cảnh sát. "Hết thảy giơ tay lên, không được nhúc nhích." Những cảnh sát đó trong tay đều cầm súng, nhắm vào mọi người bên trong. Bọn họ liếc mắt một cái phát hiện ra thi thể trên mặt đất. Một cảnh sát trong đó vội vàng cầm lấy bộ đàm trong tay: "Báo cáo, nơi này có người chết, có người..." Một cảnh sát phía sau đi lên trước đoạt lấy bộ đàm trong tay hắn. Toàn bộ đàm chính là Phong Diệu Tổ. Phong Diệu Tổ cười ha ha nhìn đám người Lâm Hiểu Phong. Hắn đem bộ đàm đưa tới trên miệng: "Tình huống nơi này toàn bộ chuyển giao cho tổ điều tra thần quái. Các người không cần lo lắng, trở về đi." "Vâng." "Các người cũng toàn bộ đều trở về. Liên nói chúng ta ở nơi này đang diễn tập, để cho nhân viên công tác bên trong khách sạn cũng đều đem miệng giữ kín, đừng đem việc ở nơi này truyền ra ngoài." "Hiểu rồi." Những cảnh sát đó gật đầu đáp ứng. Lâm Hiểu Phong thấy là Phòng Diệu Tổ đến đây,
trong lòng cũng liền yên tâm. Phòng cục trưởng. Lâm Hiểu Phong đi lên trước chào hỏi. Phòng Diệu Tổ liếc mắt một cái. Phòng Diệu Tổ liếc mắt nhìn vết máu cùng hai thi thể trên mặt đất. Sao lại thế này? Còn chết người sao? Việc này nói tiếp liền có chút phức tạp. Lâm Hiểu Phong nhìn thoáng qua hai cố thi thể trên mặt đất. Phức tạp, cậu cũng phải nói cho ta nghe một chút đi. Nếu không lúc này ta đi, làm sao báo cáo kết quả công tác? Phòng Diệu Tổ nói. Lâm Hiểu Phong chỉ có thể là một năm một mười, đem chân tướng chuyện này nhất nhất nói cho Phòng Diệu Tổ. Phòng Diệu Tổ nghe xong, trong lòng cũng là âm thầm cảm thấy kỳ lạ. Việc này đều đã đụng chạm đến trên người bạn bè ngoại quốc. Nói như vậy, hai người bọn họ đều không phải người sao? Phòng Diệu Tổ nhìn đến hai cố thi thể trên mặt đất hỏi. Ông thấy qua nhân loại có cánh, có răng nanh sao? Lâm Hiểu Phong gật đầu nói. Vậy liền tốt. Phòng Diệu Tổ nói. Chết không phải người, vậy đơn giản rồi. Nói xong, Phòng Diệu Tổ nói. Các cậu bận việc cứ đi làm đi, nơi này giao cho ta xử lý là được. Lâm Hiểu Phong, Doãn Tuấn Bằng, Trấn Phong, còn có Michael mang theo bốn thiên sứ kia rời khỏi khách sạn này. Bọn họ vừa xuống lầu liền thấy rất nhiều người. Phía dưới có từng hàng xe cảnh sát, còn có các loại đặc cảnh, nghiễm nhiên mang một bộ tư thế đối phó phần tử khủng bố. Ta trực tiếp đi sân bay, trở về châu Âu. Sau khi Michael xuống dưới liền nói, Lâm Hiểu Phong hỏi. Vội vã như vậy sao? Sớm một chút trở về giải quyết những việc vặt đó. Michael gật đầu nói. Về sau có cơ hội tới châu Âu chơi, có phiền toái gì cũng có thể liên hệ với ta. Ba người Lâm Hiểu Phong đưa Michael chạy tới sân bay Song Lưu Thành Đô. Sau khi tiến bọn họ đi, lúc này mới xoay người trở về Phong Thủy Huyền Học Quán. Lâm Hiểu Phong duỗi cái lưng, cảm giác cả người đều thật sự mệt mỏi. Sau khi trở lại Phong Thủy Huyền Học Quán, Lâm Hiểu Phong lên dựa vào trên sofa nghỉ ngơi. Hắn thật sự là rất mệt mỏi. Không nghĩ tới lúc này di động lại bỗng nhiên vang lên. Lâm Hiểu Phong cầm lấy di động vừa thấy, lại là Vu Cửu gọi lại đây. Vừa thấy gia hỏa này gọi điện thoại tới, trong lòng của Lâm Hiểu Phong cũng tức khắc lộ bộ một chút. Mẹ nó, chỉ cần Vu Cửu gọi điện thoại lại đây, chắc chắn không có chuyện gì tốt. Lâm Hiểu Phong suy nghĩ một chút, vẫn là kết nối điện thoại. Alo. Lâm Hiểu Phong hỏi. Cục trưởng đại nhân, có chuyện gì sao? Ta đặc biệt chúc mừng cậu. Bên kia chuyển đến thanh âm của Vu Cửu. Chúc mừng tôi. Lâm Hiểu Phong lông mày nhíu lại. Tôi có hỷ sự gì mà đáng giá để chúc mừng vậy? Vu Cửu cười tủm tỉm ở bên kia điện thoại nói. Michael hiện giờ khôi phục thiên sứ 12 cánh, trở lại châu Âu, có thể nhẹ nhàng chỉnh đốn nhất tộc thiên sứ. Với phần ân tình này của cậu đối với hắn, về sau nhất tộc thiên sứ còn không phải phụ tá đắc lực của cậu sao? Lâm Hiểu Phong trợn trắng mắt. Chẳng lẽ anh chuyên môn vì việc này mà gọi điện thoại cho tôi sao? Lâm Hiểu Phong đương nhiên không tin Vũ Kiều sẽ chuyên môn bởi vì một chút việc như vậy liền gọi điện thoại cho chính mình. Vũ Kiều nói. Được rồi, không cùng cậu vô nghĩa, là có chút chính sự muốn tìm cậu. Phía trước cậu cũng biết tình thế hiện tại của Trào Yêu Cục chúng ta bấn đến mức có thể nói là không thể dàn xếp, nhân thủ hoàn toàn không đủ. Hiện tại cậu rảnh rỗi, cho nên muốn tìm một ít viện trợ từ cậu. Cậu xem có thời gian giúp đỡ hay không? Này, người anh em, lúc trước liền tính là Lưu Bá Thanh cũng không có áp bức tôi giống như anh vậy. Chỉ cần rảnh rỗi, luôn có sự tình tìm tới tôi. Lâm Hiểu Phong nhịn không được phàn nàn. Lúc trước thời điểm cục trưởng vẫn là Lưu Bá Thanh, cũng chỉ là lâu lâu bảo chính mình làm việc. Hơn nữa khi đó, vẫn là bởi vì chính mình là thành viên của Trào Yêu Cục. Sau đó, chính mình rời khỏi Trào Yêu Cục, thật đúng là lên thật sự nhàn dối, cũng chỉ giúp cho Trào Yêu Cục là một vài việc. Nhưng Vũ Kiều này ngược lại, dùng chính mình giống như dùng tới nghiện rồi. Vũ Kiều cười nói. Cho nên nói, ta là đồ đệ của ông ấy, đương nhiên phải cho giỏi hơn thầy, đúng không? Lời này anh cũng nói được. Lâm Hiểu Phong chấn động vô ngữ, vậy mà còn có hàng người không biết xấu hổ thế này. Nói thật, Trào Yêu Cục chúng ta hiện tại thật sự thiếu người, bằng không cũng sẽ không tìm một ngoại nhân như cậu, đúng không? Vu Kiều nghiêm túc nói. Lâm Hiểu Phong nói.
Tôi bảo đảm, liền tính về sau chào y cục không thiếu người, anh vẫn là sẽ 2-3 ngày lại tìm tới tôi. Vũ Kiều ở bên kia cười ha hà nói, đương nhiên không có khả năng. Lời tuy nói như thế, nhưng trong lòng của Vũ Kiều lại không nghĩ như vậy. Cao thủ giống như Lâm Hiểu Phong, trên cơ bản làm chuyện gì cũng đều có thể giải quyết thật sự ổn định vững chắc, dùng thật nhiều thoải mái. Nói thật, chỉ sợ đúng như theo lời của Lâm Hiểu Phong, liền tính về sau chào yêu cục không thiếu người, sợ rằng Vũ Kiều vẫn là 5 lần 7 lượt tìm đến Lâm Hiểu Phong hỗ trợ. Vũ Kiều nói, được rồi, không nói vô nghĩa nữa. Kỳ thật chuyện này cùng bản thân cậu có chút quan hệ nhất định. Có quan hệ nhất định? Lâm Hiểu Phong hỏi, là cái gì? Ta gần đây tra được Lộ Nguyên Thanh có chút quái gì, muốn cho cậu đi nhìn xem. Lâm Hiểu Phong sửng sốt, nhị sư huynh, hắn quái gì sao? Vũ Kiều gật đầu nói, đúng vậy, hành vi cử chỉ của hắn cùng ngày xưa không phù hợp. Chào yêu cục không đơn giản chỉ là đối phó sự kiện thần quái, còn phụ trách giám sát sự tích hành tung của một số cao thủ ma đạo khắp thiên hạ, đặc biệt là cao thủ giống như Lộ Nguyên Thành, càng là phải trả giá bằng rất nhiều sức người sức của, đem hành vi của hắn âm thầm theo dõi. Cho tới nay, Lộ Nguyên Thanh đối với những người mà chào yêu cục phái tới giám sát chính mình đều không có phản ứng. Thám tử chúng ta phái đi giám sát Lộ Nguyên Thanh đã bị hắn giết chết. Vũ Kiều trầm khuôn mặt nói. Lâm Hiểu Phong sửng sốt, anh muốn làm cái gì? Anh đã đáp ứng với tôi để cho chào yêu cục tha cho một người. Cậu không cần lo lắng, chào yêu cục chúng ta hiện tại vốn là bận tối mày tối mặt, sao có thể cử ra nhân thủ đắc tội với loại cao thủ này. Vũ Kiều nói, huống hồ là chúng ta phái người đi giám sát hắn trước, lại nói tiếp vẫn là chúng ta không đúng. Bất quá, Vũ Kiều nói, ta lo lắng chính là hành động khác thường của Lộ Nguyên Thanh gần đây. Dĩ vãng mà nói, hắn đều đối với người của chào yêu cục chúng ta phái ra giám sát hắn là sẽ không có phản ứng gì. Thế nhưng hắn lại động thủ giết người, loại hành động khác thường này xuất hiện ở trên người hắn, đây mới là nguyên nhân kỳ quái trong lòng ta. Nếu là người thường, tính cách có biến hóa như vậy có lẽ còn thực bình thường, bất quá đối với cao thủ như Lộ Nguyên Thanh lại không có khả năng. Có thể đạt tới thực lực như vậy, ai mà không là nhân vật có lực ý chí vô cùng kiên định. Nếu nói phát sinh sự tình trọng đại gì làm hắn thay đổi tâm trí còn tốt, nhưng tính cách này lại vô duyên vô cớ đại biến, làm cho Vũ Kiều có chút lo lắng, cho nên mới muốn cho Lâm Hiểu Phong đi điều tra xem bên phía Lộ Nguyên Thanh đến cùng xảy ra chuyện gì. Có địa chỉ của nhị sư huynh tôi không? Lâm Hiểu Phong hỏi. Tôi sẽ đi xem. Được, ý tứ của ta đúng là như vậy. Vũ Kiều gật đầu nói. Nghe Vũ Kiều nói xong địa chỉ, Lâm Hiểu Phong cắt đứt điện thoại, nhìn di động trong tay thật lâu. Doãn Tuấn Bằng cùng với Trấn Phong nhìn lại hỏi, làm sao vậy? Không có việc gì. Lâm Hiểu Phong lắc đầu nói, tôi phải lập tức ra cửa một chuyến. Lập tức? Gấp như vậy sao? Ừ. Lâm Hiểu Phong nói xong, đơn giản thu thập một chút hành lý để vội vàng ra cửa. Lộ Nguyên Thanh lúc này liền ở bên phía Trùng Khánh, khoảng cách đến nơi này cũng hoàn toàn không xa. Lâm Hiểu Phong gọi một chiếc xe taxi, lập tức chạy tới Trùng Khánh. Dọc theo đường đi, trong lòng hắn đều có chút lo lắng sốt ruột. Ở một nơi tại Giang Bắc Trùng Khánh có một khu ổ chuột. Cách nơi này không xa là con phố phồn hoa nhộn nhịp cầu Quan Âm. Người ở tại khu ổ chuột này đại đa số đều là từ các huyện khác nhau, hoặc là từ nơi khác đến đây làm công. Nơi này có rất nhiều ngôi nhà tồi tàn, đương nhiên người ở nơi này cũng rất nhiều. Lúc này 8 giờ tối, không ít người ăn cơm xong đều ra ngoài đi dạo. Đại đa số người đều là ăn mặc áo phông màu đen, quần đùi hoặc là tây trang giá rẻ. Bỗng nhiên trong đám người xuất hiện một nam nhân mặc áo gió màu đen, sau lưng cõng theo một thanh trường kiếm màu đen. Người nam nhân này trông cực kỳ đẹp trai, hơn nữa không ít người đều nhìn ra được khí chất của nam nhân này đối với bọn họ liền khác nhau rất lớn. Người có khí chất như vậy không có khả năng cư trú trong khu ổ chuột của bọn họ như vậy. Lộ Nguyên Thanh mặt không biểu tình đi qua đám người, cũng không thèm để ý ánh mắt của mọi người. Hắn đi đến bên trong một hàng hiên âm u,
phát ra mùi ẩm mốc. Hướng bên trong đi loanh quanh một hồi, lúc này mới đi vào một cái cửa gỗ. Hắn mới vừa chuẩn bị mở cửa, Lâm Hiểu Phong lên từ cột xi măng phía sau hắn đi ra. Nhị sư huynh, đã lâu không gặp. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Kính chào và hẹn gặp lại.